Số 1. Những con búp bê ma. Một người đàn ông đã gửi cho chúng tôi một đoạn video làm bằng chứng về các hoạt động bất thường của các món đồ chơi mà con gái anh ta đang sở hữu. Theo như anh ta kể lại rằng, những con búp bê này được một người họ hàng gửi tặng cho con anh ta vào nhân dịp sinh nhật. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến một hôm, anh ta phát hiện cô con gái của mình đang ngồi trong một góc phòng và nhìn chằm chằm vào những con búp bê kia, và dường như cô con gái đang rất sợ hãi. Không hiểu vì lý do gì đã khiến cô bé hoảng sợ đến như vậy, anh ta đã lập tức đi xem lại camera và anh ta đã thực sự sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trên. Mời bạn xem đoạn video sau để nhìn rõ hơn nhé. Xin mời. Bạn có thể thấy, một con búp bê đột nhiên di chuyển mà không có bất kỳ tác động nào, nhưng vì quá ham chơi nên cô bé không nhận ra điều gì. Nhưng sau đó một lúc, một con búp bê khác lại tiếp tục chuyển động, nhưng bây giờ nó trực tiếp bay về phía cô bé, giống như có một linh hồn nào đó đã điều khiển nó vậy, thật đáng sợ. Sau khi anh ta xem xong đoạn video trên, anh ta đã thật sự không tin vào mắt mình, anh ta không ngờ rằng những linh hồn kia có thể lộng hành đến như vậy. Nhiều người xem nói rằng anh ta nên thiêu hủy hoặc vứt toàn bộ những con búp bê kia đi. Còn nếu không, con gái của anh ta sẽ còn nhìn thấy nhiều điều đáng sợ hơn nữa. Theo bạn, những con búp bê trên đã bị gì? Chúng có thật sự đã bị một linh hồn nào đó sai khiến? Mong bạn hãy cho tôi biết suy nghĩ ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 2. Đó có phải là người ngoài hành tinh? Một đoạn video bí ẩn được quay cách đây 8 năm về trước. Trong đoạn video bạn có thể thấy, có một cặp đôi đang đi vào một khu rừng để tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng họ không biết rằng, có một thứ gì đó đáng sợ đang chờ họ. Mời các bạn xem đoạn video sau để hiểu rõ hơn nhé. Xin mời. Đi.
Anh à. Ai, đây chưa được. Kệ về, kệ về cái kia. Bạn có thể thấy một hình dáng bí ẩn trông rất giống con người, nhưng khuôn mặt của nó trông rất đáng sợ. Đây rất giống như miêu tả của một người ngoài hành tinh. Đoạn video trên vì được quay cách đây khá lâu nên chất lượng rất kém, nhưng nó cũng đã cho chúng ta thấy người ngoài hành tinh đã thật sự xuất hiện ở trái đất. Đến nay nhiều người vẫn không thể giải thích được cặp đôi trong đoạn video trên đã đi đâu, họ đã hoàn toàn biến mất. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong đoạn video trên? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 3. Đó có phải là sự thật? Một đoạn video bí ẩn được quay lại bởi camera giám sát tại một con đường. Như trong video bạn có thể thấy, cả hai chiếc xe ô tô và một người phụ nữ đang đi sang đường, và mọi chuyện bắt đầu diễn ra từ đây. Có thể vì không chịu quan sát, cô ta đã suýt gây ra tai nạn cho bản thân mình. Nhưng trong lúc nguy hiểm, dường như đã có một thứ gì đó đã cứu cô ta. Mời bạn xem đoạn video sau để nhìn rõ hơn nhé. Xin mời. Bạn có thể thấy, khi cô ta đi sang đường, một chiếc xe đã chủ động nhường đường, nhưng chiếc xe thứ hai có thể đã bị khuất tầm nhìn. Chiếc xe lao đến chỗ cô ta rất nhanh, nhưng mọi người đã rất bất ngờ, họ đã không tin vào mắt của mình. Trong tình thế nguy hiểm đó, bất ngờ có một thứ gì đó đã lướt qua rất nhanh, đó giống như một người đàn ông. Sau khi cứu được cô gái kia, anh ta đã lập tức rời đi trong sự kinh ngạc của mọi người. Đến nay người đàn ông bí ẩn kia vẫn là một ẩn số. Họ tin rằng anh ta là người có siêu năng lực. Bạn nghĩ gì về đoạn video trên? Người đàn ông trong đoạn video có thật sự tồn tại? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.